Cô xin chào tất cả các bạn, xin thân mến nhá. Chào mừng các bạn đã đến với video của cô ngày hôm nay. Và ở video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc về phần môn toán lớp 2 của bộ sách Cánh Diều. Và với bài đầu tiên mà cô muốn hướng dẫn tới tất cả các bạn đó là bài ôn tập các số đến 100. Và để học cùng cô thì mời các bạn chuẩn bị sách ô ly toán bút để chúng ta cùng thực hiện nhé. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng hướng về phía màn hình. Chúng ta đi vào bài đầu tiên trong tiết học ngày hôm nay mà cô muốn giới thiệu tất cả các bạn. Đó là bài số 1. Và bài 1, người ta yêu cầu tay sau. A. Tìm số còn thiếu ở ô trống, rồi đọc bảng sau từ 1 đến 100. Và đây chính là bảng người ta cho ông ta. Và các con số người ta cho trước, đúng không nào? Việc của các bạn bây giờ là sẽ điền tiếp cho cô các số còn thiếu ở các ô vuông liền kề. Và để thực hiện được bài tập số 1 này thì mời các bạn cùng ngồi thực hiện ra nháp. Sau thời gian suy nghĩ như vậy thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình cùng các bạn đi điền tiếp các con số còn thiếu trong bảng nhé. Chúng ta thấy này, số 1, số 2 và số 3 và tiếp sau số liền kề sẽ là số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10. Vậy là đến đây chúng ta điền được tất cả các số ở hàng ngang đầu tiên trong bảng, đúng không nào? Và tương tự như vậy thì mời các bạn cùng điền tiếp các con số còn lại trong bảng nhé. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Và mời các bạn, cô sẽ bấm và các bạn sẽ đọc cho cô nhé. Vậy là đến đây, cô cùng các bạn đã đi điền xong các số còn thiếu trong bảng từ 1 đến 100. Và bây giờ, mời các bạn cùng hướng về phía màn hình. Chúng ta đi vào ý B của bài tập 1. B. Trong bảng các số từ 1 đến 100, hãy chỉ ra số bé nhất có một chữ số. Và để thực hiện được với câu trả lời chính xác nhất thì các bạn sẽ phải quan sát vào bảng người ta đã, chúng ta đã thực hiện, đúng không nào? Và trong bảng này thì cô thấy số bé nhất có một chữ số và cũng là số đầu tiên nằm trong bảng người ta cho, đó chính là số 1, đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta sẽ điền số 1. Số bé nhất có hai chữ số. Vậy thì các bạn hãy quan sát cho cô, số bé nhất có hai chữ số trong bảng này là số bao nhiêu? Như cô thấy này, đó là số 10, đúng nào? Và số 10 chính là số có hai chữ số bé nhất trong bảng từ 1 đến 100 đấy. Vậy đây chúng ta điền số 10, đúng nào? Tiếp theo, số lớn nhất có một chữ số. Vậy thì quan sát vào bảng các bạn sẽ biết ngay được số lớn nhất có một chữ số là số 9. Vậy đây chúng ta điền 9 nhá. Số lớn nhất có hai chữ số. Chúng ta được học rồi, đúng nào? Và trong bảng này chúng ta có thể nhìn thấy ngay được số lớn nhất có hai chữ số đó là chính là số
99, và chúng ta sẽ điền số 99, đúng không nào? Vậy là đến đây chúng ta đã thực hiện xong yêu cầu của bài tập số 1, đúng không nào? Và bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang bài tập tiếp theo trong tiết học ngày hôm nay, đó là bài số 2. Bài số 2 với ý A, người ta yêu cầu điền số. Và mời các bạn cùng chú ý, người ta cho chúng ta một bảng như sau. Cô đã đưa bảng trong sách in lên trên màn hình. Và bảng này ở cô giáo được chia làm 4 cột. Cột thứ nhất là cột số, cột thứ hai là cột trục, cột thứ ba là cột đơn vị, và cột thứ tư là cột viết. Như các bạn đã thấy, người ta cho chúng ta số mẫu như sau, đó là số 73, như các bạn đã thấy trên màn hình. Và ở số 73 này thì có số 7 là hàng trục này, số 3 ở hàng đơn vị. Và số này được tách ra thành tổng các trục và đơn vị là 73 bằng 70 cộng 3. Và đây chính là cách thực hiện chính xác cho ý A này đấy. Tương tự như vậy, người cho chúng ta số 61 và số 40, chúng ta đã thực hiện được không? À, chắc chắn là có, đúng không nào? Chúng ta thực hiện nhanh cho cô các phép tính này nhá, các số này nhá. Đối với số 61 thì cô thấy ở đây hàng trục là số 6, cô viết số 6 vào hàng trục, đúng không nào? Và số 1 ở hàng đơn vị thì cô viết số 1 vào đơn vị. Và ở đây cô có 61 thì bằng 60 cộng với 1. Số cuối cùng là số 40. Cô thấy được ở đây số 4 là đứng ở hàng trục và đơn vị là số 0. Và cô viết được như sau, 40 bằng 40 cộng 0, đúng không nào? Vậy là dựa vào câu mẫu chúng ta đã thực hiện xong được yêu cầu của ý A. Ngay bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang ý B trong bài 2 này nhé. B, trả lời các câu hỏi. Mời các bạn đọc cùng cô. Số 54 gồm mấy trục và mấy đơn vị? Vậy thì dựa vào ý A thì chúng ta thấy ngay được gì đấy? Số 54 gồm có 5 trục và 4 đơn vị. Vậy cô có 5 trục và 4 đơn vị. Đây chính là câu trả lời chính xác. Số gồm 4 trục và 5 đơn vị là số nào? Vậy thì cô chỉ việc ghép số 4 trục và 5 đơn vị thì cô sẽ được số 45. Số gồm 7 trục và 0 đơn vị là số nào? Ở đây cô sẽ có ngay được số 70. Vậy là đến đây chúng ta thực hiện xong hai ý ở bài tập số 2 rồi đấy các bạn ạ. Tiếp theo mời các bạn cùng chuyển sang bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay mà cô muốn giới thiệu tất cả các bạn, đó là bài tập số 3. Đọc cùng cô. Bài 3, câu nào đúng, câu nào sai? Và đây đã cho ông ta 4 ý A, B, C, D. Và để biết được câu nào đúng, câu nào sai thì mời các bạn cùng ngồi quan sát lên màn hình và suy nghĩ. Sau thời gian suy nghĩ như vậy thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình xem cô hướng dẫn giải bài thực tập số 3. Ý A này, 43 lớn hơn 41. Vậy theo các bạn câu này đúng hay sai? À, cô thấy câu này là câu chính xác thì cô sẽ điền D, đúng, đúng nào? Tiếp theo ý B, 23 lớn hơn 32. Và cô thấy ở đây hàng trục là 2, không thể lớn hàng trục là 3 được, đúng nào? Vậy thì ở đây cô thấy ý này sai, cô điền âm sờ. C, 35 nhỏ hơn 45. Cô thấy ý C này là ý đúng, thì cô điền âm D. D, 37 bằng 37. Và cô thấy ở đây ý D là ý đúng, thì cô điền tiếp chữ D nhá. Vậy là đến đây chúng ta thực hiện xong 3 bài tập trong tiết học ngày hôm nay. Đến đây thì cô xin gửi lời chào tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ trở thành con ngoan trò giỏi và có kiến thức thật tốt để chúng ta bước vào năm học lớp 2 với bộ sách mới, đó là bộ sách Cánh Diều nhé.
Đừng quên cho cô một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ và hãy cho cô một lượt thích ở cuối video này để chúng ta có thể ủng hộ cô ở các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em!